Ban biên tập xin được gửi lời chào và cảm ơn tới quý khán thính giả đã luôn quan tâm đồng hành cùng kênh Tin Mới. Trong bản tin về tình hình chính trị xã hội trong nước và quốc tế hôm nay, hãy cùng với chúng tôi cập nhật những tin tức nóng nhất đã diễn ra trong 24 giờ qua ở những phút sắp tới đây. Xin mời quý vị cùng theo dõi. Xin kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn cùng Tin Mới cập nhật những thông tin mới nhất xoay quanh tình hình lũ lụt nghiêm trọng tại Trung Quốc. Bản tin hôm nay gồm những tin chính sau đây. Trung Quốc chính thức công bố thiệt hại kỷ lục do lũ lụt ở riêng Hà Nam. Những kỳ tích sống sót sau mưa lũ lịch sử ở Trung Quốc. Trung Quốc đối mặt nguy cơ bùng phát dịch bệnh sau lũ lụt. Điều đáng suy ngẫm về những trận lũ kinh hoàng ở Trung Quốc. Trung Quốc chính thức công bố thiệt hại kỷ lục do lũ lụt ở riêng Hà Nam. Tổn thất vì lũ lụt ở Hà Nam trong 2 tuần chiếm phần lớn tổng thiệt hại do lũ lụt ở Trung Quốc từ đầu năm đến nay. Số người không qua khỏi do lũ lụt ở tỉnh Hà Nam, miền Trung Trung Quốc đã tăng lên 99 người. Báo chí Trung Quốc dẫn thông tin từ chính quyền tỉnh Hà Nam cho biết, trong số 99 người không qua khỏi, có 26 trường hợp mới được báo cáo ở Trịnh Châu, thủ phủ Hà Nam. Theo số liệu thống kê từ Hệ thống Quản lý Thiên tai Quốc gia, gần 14 triệu người tại 150 quận, huyện và thành phố ở Hà Nam đã bị ảnh hưởng bởi mưa bão. Lũ lụt, hơn 930.000 người trong tỉnh đã phải di dời khẩn cấp, với tổng số 1.470.800 người phải di dời. Đến nay, các nỗ lực tìm kiếm vẫn đang được tiến hành đối với những người mất tích. Diện tích cây trồng bị ảnh hưởng ở Hà Nam là hơn 1 triệu hecta, trong đó 527.000 hecta bị phá hủy và 198.200 hecta mất mùa. Tổng cộng có hơn 840.000 ngôi nhà bị sập hoặc thiệt hại trên toàn tỉnh. Thảm họa thiên nhiên đã gây thiệt hại kinh tế trực tiếp lên tới 90.981 tỷ nhân dân tệ, tương đương với 14 tỷ đô. Con số thiệt hại ở Hà Nam chiếm phần lớn trong tổng số thiệt hại do lũ lụt, mưa bão ở Trung Quốc tính từ đầu năm tới nay. Báo chí quốc tế đưa tin, cơ quan kiểm soát lũ lụt và cứu trợ hạn hán quốc gia cho biết lũ lụt và mưa bão ở Trung Quốc từ đầu năm tới nay đã ảnh hưởng đến 34,81 triệu người, khiến 146 người không qua khỏi hoặc mất tích, phá hủy 72.000 ngôi nhà và gây thiệt hại kinh tế trực tiếp lên tới 123 tỷ nhân dân tệ, tương đương 18,93 tỷ đô. Theo báo chí Trung Quốc, tổng cộng hơn 39.000 người và 3.000 bộ thiết bị đã được huy động để kiểm soát lũ lụt và cứu trợ thiên tai ở Hà Nam tính đến 10 giờ sáng nay. Tổ chức từ thiện Hà Nam và Hiệp hội Chữ thập đỏ chi nhánh Hà Nam đã nhận được 5,69 tỷ nhân dân tệ, tương đương với 876,17 triệu đô quyên góp. Trong khi đó, Trung Quốc đã phân bổ 795.000 nhân dân tệ, khoảng 122,4 triệu đô để tái thiết ở các khu vực của một số tỉnh bị ảnh hưởng nặng nề bởi mưa bão, lũ lụt. Ủy ban Cải cách và Phát triển Quốc gia cho biết số tiền từ nguồn dự trữ tài chính trung ương này sẽ hỗ trợ việc tái thiết cơ sở hạ tầng và cơ sở dịch vụ công cộng sau thảm họa ở các tỉnh Hà Nam, Tứ Xuyên, Sơn Tây và Chiết Giang. Kể từ tháng này, những trận mưa lớn liên tục ập đến Hà Nam, Tứ Xuyên và Sơn Tây. Bão đã đổ bộ 2 lần vào Chiết Giang gây ra lũ lụt nghiêm trọng, thương vong và thiệt hại tài sản. Theo Bộ Tài chính Trung Quốc, nước này đã dành 3 tỷ nhân dân tệ trước đó để hỗ trợ kiểm soát lũ lụt và khắc phục hậu quả thiên tai ở Hà Nam. Những kỳ tích sống sót sau mưa lũ lịch sử ở Trung Quốc. Trong bối cảnh Trung Quốc tưởng niệm hàng chục người không qua khỏi và cuộc sống của hàng triệu người bị ảnh hưởng trong đợt mưa lũ khủng khiếp ở tỉnh Hà Nam, chuyện sống sót thần kỳ của anh Ni Ly, cư dân tại thành phố Trịnh Châu khiến nhiều người vô cùng xúc động. Nhóm cứu hộ đã tìm thấy anh Ly khi anh này đang nằm bên chiếc ống thông hơi của bãi đỗ xe dưới hầm. Bên trong rất tối để có thể nhìn thấy anh ấy, một nhân viên cứu hộ cho hay. Nước trong khu đỗ xe đã ngập cao quá 2 mét khi lực lượng cứu hộ vào bên trong, họ nghe thấy tiếng khóc kêu cứu của anh Ly. Để các nhân viên cứu hộ có thể dễ dàng tìm ra vị trí bị mắc kẹt, anh Ly đã gõ tay vào đường ống gần chỗ ẩn nấp để từ đó lực lượng chức năng lần theo tiếng động tiến vào. Cuối cùng, sau hơn 72 giờ mắc kẹt trong hầm đỗ xe bị ngập nước, anh Ly đã được giải thoát. Anh Ly sau đó được đưa tới bệnh viện để kiểm tra. Kết quả người đàn ông bị tiêu cơ vân cấp và chức năng gan bị ảnh hưởng, nhưng may mắn tính mạng không bị đe dọa. Anh Ly bị mắc kẹt trong hầm để xe là do trước đó anh đã đi xuống bãi xe để di chuyển chiếc ô tô lên vị trí cao hơn, nhưng không ngờ lại tự đưa bản thân vào tình thế nguy hiểm. Vợ anh Ly cho hay chồng mình là một người bơi giỏi, có thể anh Ly đã bơi xung quanh hầm để xe để tìm ống thông hơi.
chỉ cao hơn mực nước dưới hầm là 60cm. Đây cũng chính là nơi trú ngụ của anh Lee trong 72 giờ đồng hồ để chờ lực lượng cứu hộ tìm thấy. Chúng tôi nói rằng anh ấy liên tục ngủ thiếp đi rồi lại tỉnh dậy. Anh ấy còn phải uống nước mưa ngập trong hầm để duy trì sự sống, vợ anh Lee chia sẻ. Tính từ hôm qua, mưa lũ ở tỉnh Hà Nam đã cướp đi sinh mạng của 73 người. Theo báo chí quốc tế, ông Zhu Shouwen, Thứ trưởng Bộ Quản lý Khẩn cấp Trung Quốc nhấn mạnh, thời tiết năm nay diễn ra bất thường và những hình thái thời tiết cực đoan đang xảy ra thường xuyên hơn. Cụ thể, lượng mưa tối đa mỗi giờ đổ xuống thành phố Trị Châu của tỉnh Hà Nam là 201,9mm. Con số này phá kỷ lục từng được ghi nhận ở Trung Quốc là 198mm. Điều đáng suy ngẫm về những trận lũ kinh hoàng ở Trung Quốc. Những gia đình tang thương và các nhà bình luận trực tuyến đang chỉ trích chính quyền địa phương ở Trịnh Châu, thủ phủ của Hà Nam, Trung Quốc vì đã không ngăn nước tràn vào các đường tàu điện ngầm và làm ngập các toa tàu, số người không qua khỏi được xác nhận là 99 người. Như thường lệ, các nhà chức trách đã nhanh chóng đổ lỗi cho trời và trận mưa tương đương 8 tháng ở Trịnh Châu là 5.000 năm mới có một lần. Nhưng theo một học giả ở Trị Châu, sở dĩ thảm họa thiên nhiên trở nên tàn khốc như vậy vừa qua chính bởi một thảm họa có hệ thống của con người. Thiên tai là yếu tố bên ngoài nhưng thảm họa do con người gây ra là yếu tố bên trong, vị học giả viết. Như vậy, chúng ta phải điều tra hợp pháp với các chính trị gia cao cấp của thành phố Trị Châu về tội vô trách nhiệm. Nhà nước Trung Quốc tự hào về việc dẫn đầu các hoạt động cứu hộ nhanh chóng và có năng lực sau các thảm họa thiên nhiên, cũng như các biện pháp kỷ luật nghiêm khắc đối với các quan chức bị coi là có trách nhiệm trong việc ngăn chặn thiệt hại. Bắc Kinh đã ca ngợi thành công của mình trong việc tiêu diệt phần lớn coronavirus bất chấp những bước đầu sai lầm trong ứng phó với đợt bùng phát. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã chỉ ra việc xét nghiệm hàng loạt, khóa chặt cửa và truy vết tiếp xúc nhanh chóng là lợi thế đáng chú ý của sự lãnh đạo của Đảng và hệ thống chính trị của đất nước. Các nhà lãnh đạo cao nhất của Đảng thường lao ra tiền tuyến để chỉ đạo ứng phó khẩn cấp, nhưng mãi đến sáng hôm thứ Tư, ông Tập mới cử đội quân đến và ra lệnh cho các quan chức phụ trách chống lũ lụt. Ủy ban bảo tồn sông Hoàng Hà, bộ phận có trụ sở chính ở Trị Châu, chịu trách nhiệm quản lý lụt theo mùa dọc. Theo con sông dài thứ hai của Trung Quốc đã xây dựng một hệ thống công nghệ cao để kiểm soát lũ lụt, nhưng nó không được thiết kế để đối phó với lũ quét do mưa dữ dội. Theo Scott Murray, một chuyên gia về chính sách quản lý nước của Trung Quốc tại Đại học Pennsylvania, ông nói có sự không khớp giữa lũ lụt thường thấy trong lịch sử và lũ lụt hiện nay do nóng lên toàn cầu, nhiều khả năng là do các hiện tượng khí tượng bất thường xảy ra. Chiến lược kiểm soát lũ lụt của Bắc Kinh cũng bao gồm việc kiểm soát chặt chẽ các cuộc thảo luận trực tuyến và đưa tin về các sự kiện trên phương tiện truyền thông. Cả phóng viên nước ngoài và các nhà báo địa phương của Trung Quốc đều cho biết đã bị quấy rối khi cố gắng đưa tin về những người không qua khỏi trong đường hầm Trinh Quang ở Trị Châu, nơi hàng chục chiếc xe ô tô bị mắc kẹt. Các quan chức địa phương đã được hướng dẫn tiến hành các chuyến thăm tận nơi đến các doanh nghiệp địa phương để cảnh báo không nên trả lời phỏng vấn các phương tiện truyền thông nước ngoài. Theo một bản ghi nhớ nội bộ được China Digital Times, một nhóm theo dõi các chỉ thị kiểm duyệt và thảo luận trực tuyến tại Đại học California đưa tin, các quan chức cũng dựng một hàng rào màu vàng xung quanh những bông hoa đặt ở lối ga tàu điện ngầm Sakolu, nơi nước đã tràn qua một bức tường và khoảng 500 hành khách bị mắc kẹt trong các tòa tàu điện ngầm ngập nước và ít nhất 14 người không qua khỏi. Sau khi xuất hiện phản đối kịch liệt trực tuyến, các rào cản đã được gỡ bỏ trong vòng một ngày và đường phố nhanh chóng được bao phủ bởi hàng trăm bó hoa. Trung Quốc bắt quan chức ghi dấu nhẹm số người chết trong trận lũ lịch sử. Trung Quốc đã bắt giữ 8 quan chức ở tỉnh Hà Nam với cáo buộc cố tình giấu số người chết trong trận lũ lịch sử trăm năm có một. Theo Guardian đưa tin, 8 quan chức ở tỉnh Hà Nam, Trung Quốc đã bị bắt với cáo buộc báo cáo không đủ hoặc giấu nhận gần 140 trường hợp tử vong trong trận lũ lịch sử. Mưa dữ dội đã xảy ra làm tràn hồ chứa, vỡ bờ sông, nhấn chìm hệ thống giao thông công cộng và đường xá ở các thành phố lớn tại Hà Nam. Tại thành phố Trịnh Châu, chính quyền ghi nhận lượng mưa 600mm trong 3 ngày, tương đương với chỉ số trung bình 1 năm. Hệ thống tàu điện ngầm và đường hầm tại thành phố này chìm trong biển nước, ít nhất 12 người chết trong ga tàu điện ngầm Trị Châu sau khi nước tràn vào, 6 người được ghi nhận tử vong trong đường hầm ngầm, nơi có 100 chiếc xe hơi bị kẹt lại và ngập trong nước.
Quốc vụ viện Trung Quốc đã xem xét một cuộc điều tra về thảm họa và xác định các quan chức và chính quyền địa phương và cấp tỉnh là phạm tội cầu thả và vô trách nhiệm, và thương vong trong tàu điện ngầm và đường hầm lẽ ra không nên xảy ra. Vài tuần sau trận lụt, số người chết được ghi nhận ở mốc 99 trong vài ngày trước khi tăng lên 302 và 50 người mất tích. Trong thông báo hôm vừa qua, Quốc vụ viện cáo buộc các quan chức thành phố đã cố tình giấu thông tin về 139 trường hợp tử vong. Các quan chức có nhiệm vụ phải báo cáo hàng ngày nhưng đã che giấu hoặc trì hoãn việc báo cáo về những người thiệt mạng và mất tích trong thảm họa, thông báo cho biết. Bản báo cáo công bố số người thiệt mạng được chốt lại cuối cùng là 398, với hơn 95% xảy ra ở Trịnh Châu. Trong một cuộc họp báo riêng rẽ, các quan chức điều tra cho biết các trường hợp tử vong bị che giấu bao gồm 75 trường hợp ở thành phố Trịnh Châu, 49 ở các quận và 15 ở các thị trấn. Người đứng đầu cuộc điều tra nhắc về 23 người chết trong trận lở đất và lũ lụt ở Huỳnh Dương và 5 người trong một vụ nổ do lũ lụt tại nhà máy điện Đăng Phong. Các quan chức đảng và chính quyền địa phương bị cáo buộc đã không báo cáo trung thực khi nêu nguyên nhân thực sự của những cái chết và sử dụng trái phép quỹ trợ cấp tái thiết sau thảm họa để bồi thường cho gia đình của những người bị thiệt hại, quan chức này cho biết. Báo cáo nhận định mặc dù thảm họa xảy ra bởi thời tiết khắc nghiệt nhưng nhiều vấn đề và thiếu sót đã bộc lộ, 8 quan chức đã bị cảnh sát bắt giữ và 89 người bị kỷ luật. Thảm họa ngập lụt, nhà ga tàu và hầm đường bộ được quy là tai nạn trách nhiệm xảy ra một cách trầm trọng hơn do hoạt động xây dựng cơ sở hạ tầng thoát nước đô thị chậm trễ và liên kết yếu trong hệ thống quản lý khẩn cấp, cảnh báo và ứng phó sớm. Họ thất bại trong việc phòng chống lũ lụt và cứu trợ thiên tai và thiếu nghiêm túc nhận thức về rủi ro liên quan đến các thảm họa thời tiết khắc nghiệt, báo cáo cho biết. Bản tin của tin mới đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi. Đừng quên cập nhật những bản tin mới nhất tiếp theo trên kênh của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Mọi ý kiến đóng góp của quý vị hãy để lại trong phần bình luận video này để chúng tôi có thể kịp thời giải đáp những thắc mắc giúp quý vị. Nếu quý vị thấy hay thì hãy ấn like và nhấn biểu tượng chuông phía dưới để không bỏ lỡ những video mới nhất của 30 tập chúng tôi nhé. Hẹn gặp lại quý vị trong các bản tin tiếp theo của tin mới.